Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long. Tính đến 19 giờ tối ngày 13 tháng 8 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 52 trường hợp ghi nhiễm COVID-19, cộng dồn là 71 trường hợp trong ngày. Tính đến 17 giờ tối ngày 13 tháng 8 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 52 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, cộng dồn là 71 trường hợp trong ngày. Cụ thể, 5 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, 4 trường hợp Trung tâm Y tế huyện Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, 1 trường hợp, 64 trường hợp qua sàng lọc tại các khu phong tỏa ở thành phố Vĩnh Long, 8 trường hợp Dũng Liêm 1 trường hợp, Tam Bình 1 trường hợp, Mang Thít 1 trường hợp, Long Hồ 53 trường hợp, 2 trường hợp qua sàng lọc cơ sở y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long 1 trường hợp, Trung tâm Y tế Trà Ôn 1 trường hợp,